Everybody, welcome to Health với KT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con cái gì ta? One Punch Man đúng không? Đúng rồi, One Punch Man, hình như phiên bản mới gì á. Này tướng nhìn nó đẹp hơn cái tướng kia hả ta? Nó là cái mắt này nhìn. Ơi, cái này cũng có nhiều kênh nó review cái này rồi thì phải. Rồi, nhìn y chang như một con game đó là Pocket Away đó các bạn. Hay là cái gì Pocket Impossible gì đó. Mà kệ nó đi. Có game khác, đội hình khác, hình ảnh khác chơi là được rồi, quan tâm chi đúng không? Đây, nhưng mà vẫn không khuyến khích các bạn ấy ha. Đây là một video test game thôi nha. Đấy, tôi không khuyến khích là anh em đi làm game hay là chơi ha. Mang chiều cái thầm ở đây đấu thường nữa. Đây là một video đi test game thôi. Đó. Nè hôm kề thấy nó quảng cáo ở trên Facebook quá trời nè. Đó. Wow. Ghê à. Ồ, hiệu ứng hoàn cảnh đâu nhìn cũng bá cháy bùi chét dữ ha. Đó. Ghê. Không gì ghê cả. Đây. Okay. Ủa sao nó giật cái màn hình thì khó chịu dữ vậy. Ban nè. Ban nè. Ok, kỹ năng nhìn cũng được. Nhưng mà thấy nó bể nét là sao anh em? Biết anh em thấy không? Dưới heo thấy nó bể nét sao nó... Ok, nó đi có chơi được rồi. Ok, ok. Ghê à, rít đam kìa. Ôi ơi à. Ôi ơi, đi được 3 con luôn. Wow. Ghê. Ok, này vô chọn 2 con. Ừ, giống y như cái bóng kép nó quay luôn anh em. Rồi, tất nhiên là chọn nhân vật chính của chúng ta rồi. Đây đây. Ok, mình là heo chủ nghĩa nữ quyền nè. Ơ, cái này kéo qua kéo lại được nè. Cái gì vậy? Ủa, cái máu gì vậy? Mới vô được con SSR. Mà không thường SSR dễ về là chắc trong game chắc nó sẽ có SB hay là UR cái kiểu. Vậy đây. Hình ảnh nhìn cũng được. Con nãy chúng ta ấy cũng là SSR hả? Wow. Ok, kiếp qua liền. Nghe đồn đâu là cái này là game thì tiếng nước ngoài hả? Mà server thì của người Việt Nam mở nhưng mà cũng chả biết luôn. Ok nè. Code mình cũng chưa có nhập luôn để test hết rồi. Gì con gì kỳ vậy? Con bét chỉ là con quái gì kỳ vậy ta? Nhưng mà được cái cũng thấy ngon ha. Máy gacha nè, đây. Ok là có cho VIP hay gì không ta? Cho VIP 3 rồi, vậy hồn dạng là game game Bri rồi. Trời ơi, cho VIP 3 là hiểu rồi. Ok, cũng được, cái này chơi giải trí được. Được, ok hết đó, dạo này nghèo quá mà. Cho VIP 3. Đầu tôi thấy là tiếng Anh, tôi tưởng đó là game của nước ngoài, game bản quốc tế. Mà thật ra là nó quốc tế thiệt. À, thì ra cái cuối cùng đó là anh Ti, y chang như mấy các bạn kia. Ok. Rồi, tôi đã hiểu tại sao. Vậy là lên tới ải thứ hai, thứ ba. À, đó cho xong ải 1.2 để chúng ta có thể nhân 2 và mở được auto sau cái ải này nè. Y chang luôn, hướng dẫn đâu y chang luôn. Khác hình ảnh rồi này nọ thôi. Chứ được cái ở ngoài là chúng ta nhìn thấy nhau ha. Chạy qua chạy lại tương tác đồ này nọ. Nè, giờ mới mở cái auto nè. Cũng hay, làm ra con này cũng hay.
giờ mở auto được rồi nè. Đó, nhìn 2, auto. Bị bung nắp luôn. Bấm vô mới là auto rồi, à, nó hiện auto mới là auto. Rồi. Nhân 2 hơi hơi, nhân 3, nhân 4 mình chịu không được. Hay là phải lên level cao hơn mới mở nhân 3, nhân 4 được. Đó. Này chắc cũng nhanh nè. Chạy khoảng chừng 2-3 hiệp nữa là xong cái gì này chứ gì. Này là đi test game thôi nha. Đó. Anh em coi chơi vui thôi nha, không khuyến khích chơi ha. Con Bobcat Away là chúng ta mở ra được con lá sen á, để nó đi bút máu cho chúng ta nè. Bị chan vậy luôn chứ. Rồi chắc cái này phải để chạy xong hết hướng dẫn tân thủ rồi quay tiếp chứ. Thấy quen quá. Ok đi. Nào tu thì chắc cũng lẹ mà. Cái là nhân 2 mà. Này nó có tính năng bỏ qua hướng dẫn nữa thì hay. Ok là đó. Chạy xong nhiệm vụ và cũng đi farm luôn rồi nha các bạn. Ok, còn có cái này nữa là xong rồi. Rồi hay. Đánh đấu trường đúng không? Hình như hỏi cần đánh chơi quen rồi mà. Đó. Rồi xong. Nhận quà thôi. Gì đây? Không có cái máu gì cả. Gì đây? Ok, cũng không có gì luôn. Đô la. Ủa cho VIP vậy thôi đó hả? Trời ơi. Thành tớp nè. Wow. À, SSR cộng hả? Ok đây. Chưa hiểu gì cả. Rồi giờ lấy vé quay ở đâu nè. Chơi chai riết rồi giờ vô đây thấy nó hơi lạ lẫm các bạn ạ. Get tu quy gì nè. Giờ chắc nó không quy đâu. Này là nó kêu là mua thôi. Nạp thôi. Đi trang luôn nè. Vé quay. À hình như cái này là cái vé quay nè. Đúng không? Vé quay bằng kim cương. Là đây là hệ lực à. Ủa vậy rồi chúng ta xài bằng đô la hay là xài bằng kim cương? Ở bên này nó lại có cái tiền tệ khác nữa nè. Okay. Gì đây? Ồ, rất là nhiều cái gói nạp luôn. Trời. Ok, trời ơi, cứ cho nhiều cái móc cho nhiều cái vé quay kim cương là ngon nè. Đi test game vậy là cũng ok nè. Đâu rồi, như là có code nữa để đi kiếm code coi. Ê khoan, nằm để đi con lập liền lập luôn lập nhé. Rồi, được mười mấy vé rồi, chắc đi hết rồi. Ồ, ở đây có nữa nè, online. Ôi, 10 vé quay với một con bách biến. Rồi, ngon luôn. Rồi, xe đạp hầm lặng à. Ok, biết code là nhập ở đây hả ta? Code để coi. Đây. Ok nè hờ. Wow, được 100 vé quay. Được đấy, được đấy. Rồi. Ok, cái code này hết hạn rồi. Vậy là chỉ có một cái code duy nhất hả ta? Chán vậy. Ừ, cái game to chà bá vậy mà chỉ có một cái code hả ta? Ok, hình như là
cần còn nữa, mà để coi coi xài được cho cái server này không. Để heo coi coi code nào còn xài được heo. Rồi hết xài nè ha. Gớm thiệt. Đây đây đây. Ok, ủa code này tới 30 tháng 4 mới hết mà ta. Có lộn 30 tháng 5 mà còn mới đây hết rồi. Rồi hết thì chịu thôi, bó tay. Không biết nó để là hết hạn hay gì đó, thôi kệ nó đi. Có được 100 vé quay là thấy ngon rồi. Shop album nè. Đây đây đây. À SSR cộng là cao nhất. À ui dồi ôi. Ok nha, game thấy nhân vật vậy là thấy cũng chơi được nha các bạn. Đừng đòi hỏi gì nhiều. Ý, có hánh say trong này nè. Ở bản này thì chúng ta có thể có được hánh say nha các bạn. Nào, à đây năng động hàng ngày. Mà bạn mấy các bạn về chắc năng động nó không có gì nhiều đâu. Năng động không có gì đâu các bạn ơi. Ok. Một vé quay, chỉ có đúng một vé quay à. Mà ủa mà nãy giờ mình nói cái vé đó vé quay nhưng mà thực chất thì mình cũng chưa biết cái vé đó là vé gì luôn các bạn. Ừ. Tatsumaki gì ta le hột me hết. Ôi rồi ôi. Nữa hả? Ok, vô đây nữa đúng không? Rồi, tiếng Anh không à. Rồi xong rồi chưa? À, không, hình như đây. Ủa không phải. Rồi, đây, 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 cái chỗ này quay nè. Đây, 134 vé. Ở đây thì quay bằng đô la. Nào, gạch da thử cái nào. Ok nha. Tỷ lệ sao đây? Ok, xấu quá. Xe đạp hầm lặng. Ok. Rồi tú R rồi không hả ta? SR, tướng R. Ok, được một con SR nè. SSR chứ. Vậy được đúng cái con đó hả ta? Ơ, được một con ấy nữa nè. À, phải tắt đi thì nó mới hiện được cái con mà có. Được đấy, quan trọng là được mấy con nè. Chịu khó đi để coi được cái hình dạng mặt mũi của nó ra sao nha anh em. À, chứ không là bỏ qua cái phần ngoặt cảnh này là cũng được đó. Thôi để nhìn ngắm mấy con đó. Nghe gì quên mẹ nó rồi. Quên bỏ qua đi. Chắc là hết rồi. Đúng rồi, chỉ đúng một con à. Quay 10 lần là nó ra một con. Ok, đẹp quá, quên tên rồi. Dạo này không có coi hánh sai các bạn. Chắc sau phần phim này ở lòng cái video này là heo sẽ xem lại hánh sai quá. Lâu quá rồi không xem. Con này nãy có rồi. Ui. Trời ơi. Okay. Đâu có nghĩ là nó ra lượt hai con như vậy. Hết rồi. Nếu mà nó có là bấm lần thứ hai là nó sẽ ra hả? Tỷ lệ cũng được phết. Rồi méo có rồi đó. Vì là không... Ủa có hả? Ủa alo. Đáng lý ra là nó phải ấy chứ. Trời ơi. Wow. Ui một con SSR cộng. Ui rồi ôi. Thơm rồi thơm rồi. Nào. Cuối cùng thì game cũng không thụ lòng người. Được lắm. Được nha, chắc hết rồi. Chỉ còn nữa. Đúng vậy, 100 vé. À, vậy là quay đúng 100 vé là chúng ta sẽ nhận được một con SSR cộng nha các bạn. À, được, duyệt. Chơi ok á. Thấy game được á. Anh em nào có chơi thì mà tải gì cũng hơi khó. Nên là thôi anh em chỉ có thôi là được rồi. Để tí heo đi lấy cái file APK của nó ra coi được không? Không được thì thôi đành chịu ha. Gì có siêu nhân gì đâu đây nè. Ủa lần này là không có con SSR nào luôn à. Ủa alo. Đây. Ôi con này quay lại. Này chẳng được kìa. Ui được một rương hero SSR kìa.
cùng đó của hồng phụ lòng chúng ta. À, cũng sao toàn là quái vật không vậy ta? Đáng lý ra là nó phải mua được 2.500 kim cương, 2.000 kim cương rồi. Wow, thấy vậy mà dùng vết đầu khó. Đây, yêu bay, à, năng động 7 ngày gì? Nhiệm vụ 7 ngày. Rồi, rồi. Vậy là mấy cái code kia là mấy ông kia đưa cho heo là mấy cái code dởm hả? Ô, bi sắt đồ nè, đây, 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 đây. XR các bạn à. Đây, được á, nhiều lắm. Đây, đồng đế rồi nè ha, tiến sĩ đồ, ok kéo qua mình lựa ha, mình lấy người mẹ ngục tù nè, bi sắt nè, zombie man nè, garu nè các bạn, đáng nha, đáng để suy ngẫm, garu cũng được đấy, bi đen hả? Ở đây trời ơi, Fubuki hả? Fubuki không chơi đâu, đâu rồi, đâu rồi, ngày nãy ta mới thấy đây Garu, lấy zombie man mà hơi lấy Garu đi đấy. Ôi trời, mặt anh ấy đẹp trai kìa, nhìn là biết đẹp trai liền được đấy. Cái gì vậy? À, không biết gì cả, ok nha, được á. Ok, ok, update level lên. Chơi y chang như con kia à, nên là sẽ nâng con này lên. Được, cắm mát rồi đúng không? Ok, lên luôn, hết rồi. Đừng sao, cái này là chỉ test ấy thôi chứ để mà lên được VIP hay là tướng đồ này nọ, thua. Hết là hết. Tiếng Anh đâu mà các bạn, nên là dịch cũng hơi khó. Mặc dù mặc dù mình cũng đâu có giỏi tiếng Anh đâu. Phụ tiếng Anh thấy bà. Rồi rồi rồi. Để coi con nào chơi ngon nữa. Trong đống mình mở rồi không thấy con nào gọi là ngon luôn á trời. Trời ơi. Đây, này có bộ khỏe nè, không nhớ cái tên nhưng mà hình như là Lát A hay gì, anh hùng Lát A hay gì á, này làm gì Lát ớt được, ok không, chứ heo thấy là ok á, auto nè, đẹp đội hình lên, hero nè, trời hợp lý quá chừng, nào thử trận nào bồ ơi. Ok nha, ok nha. Ừ. Ôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đó, quay tướng rồi mở được con XXR cộng đồ cũng quá ngon rồi. Ôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Con này mặt cảnh xấu quá. Mình kệ mẹ nó đi. Thôi chơi là thấy vui rồi. Ghê à? Khoan, để coi coi. Garu nè, Garu của chúng ta nè. Vâng, mặt cảnh xấu quá. XR có khác. Chán. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.